Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hồng Nhung đến từ kênh Việt Vision. Rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nội dung: đội tuyển Việt Nam đã lập kỷ lục gì ở World Cup nữ 2023? Huấn luyện viên Mai Đức Chung phá kỷ lục huấn luyện viên lớn tuổi nhất các vòng chung kết World Cup. Thua đương kim vô địch Mỹ trong trận ra quân bảng E sáng ngày 22 tháng 7, nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thi đấu quả cảm khi dấu ấn trong lần đầu góp mặt tại World Cup. Quốc ca Việt Nam vang lên ở sân Eden Park là khoảnh khắc thiêng liêng với bóng đá Việt Nam. Đây là lần thứ tư bóng đá Việt Nam vươn tới sân chơi lớn nhất sau U17 World Cup 2017, Futsal World Cup 2016 và 2020. 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát vượt tuyển nữ Việt Nam gồm thủ môn Kim Thanh, Thu Thương, Hải Linh, Tuyết Dung, Thu Thảo, Huỳnh Như, hàng trên từ trái sang, Bích Thủy, Trần Thị Thu, Diễm My, Thái Thị Thảo, Hoàng Thị Loan, hàng dưới từ trái sang. Huấn luyện viên Mai Đức Chung xếp sơ đồ 5-4-1, đối chọi lại sức tấn công lớn từ Mỹ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng phá kỷ lục World Cup nam và nữ, trở thành nhà cầm quân đầu tiên trên 73 tuổi dẫn dắt một đội tuyển dự giải. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Mỹ dồn lên tấn công với mục tiêu ghi nhiều bàn thắng, nhưng vấp phải lối chơi lăn xả, không ngại va chạm của Việt Nam. Việt Nam phòng ngự lùi sâu với tất cả cầu thủ bên phần sân nhà. Không gian chơi bóng bị thu hẹp khiến cho Mỹ phải dùng nhiều bóng bổng để tiếp cận khung thành. Dù vậy, bàn thua đầu tiên vẫn đến ở phút 14 khi Sophia Smith sút sâu kim Kim Thanh kết thúc pha phối hợp đẹp mắt ở trung lộ. Việt Nam không vỡ trận, thậm chí được tiếp thêm sức mạnh tinh thần ở phút 44 khi Kim Thanh cản phá cú đá 11m của Alex Morgan. Trần Thị Kim Thanh, áo vàng, tiếp tục sa vào hợp lý, hóa giải nhiều pha bóng bổng và đối mặt. Cô được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Việt Nam trận này. Cuối hiệp 1, Việt Nam thủng lưới thêm một bàn ở phút bù thứ 7 của Sophia Smith. Sang hiệp 2, đội đứng vững phần lớn thời gian trong một ngày các chân sút Mỹ vô duyên và chỉ chịu thua thêm một bàn của Lindsay Horgan ở phút thứ 77. Việt Nam không thể hiện được khả năng phản công ở trận này khi Mỹ luôn giữ ít nhất hai cầu thủ phòng ngự bên sân nhà. Huỳnh Như không đủ tốc độ, trong khi Thanh Nhã không thi đấu vì lý do sức khỏe. Thua chung cuộc 0-3 là kết quả ngoài mong đợi của Việt Nam trước nhà đương kim vô địch. Sau trận, các cầu thủ tiến tới khán đài cảm ơn cổ động viên sau lưu chụp ảnh và ký tặng. Kết quả ở trận giao quân tiếp thêm động lực và kỳ vọng cho Việt Nam trước hai đối thủ còn lại là Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 và Hà Lan ngày 1 tháng 8. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành với Việt Vision. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.